Em xin kính chào các bác nha. Để đến với video của em, cửa hàng Nhật Bãi. Hôm nay em giới thiệu đến các bác là hai mẫu nồi của hãng Tiger và hãng Mitsubishi. Hai mẫu này là thuộc phân khúc VIP xịn sò, dòng cao cấp nhất của Tiger, dòng cao cấp nhất của Mitsubishi. Mẫu này gọi là Mitsu quả trứng khủng long Kamado. Mẫu này là Tiger cắp nách áp suất 2 bi son gốm, màn hình cảm ứng lực cảm ứng full luôn. Hiện tại là nó đang gọi là đắt nhất của hãng. Thì hai mẫu này VIP xịn sò như thế nào thì em sẽ review và báo giá ngay trên cái video này. Bác nào mình đang có nhu cầu sử dụng một cái nồi hàng hệ hàng xịn thì hãy xem video này để mình chọn gia đình mình một mẫu nồi rất là phù hợp xịn sò tới cho gia đình mình sử dụng. Thì để đi vào video, em xin chúc các bác là xem video vui vẻ, nhiều sức khỏe. Các bác xem được video đăng ký kênh, nhấn nút like ủng hộ em, chân thành cảm ơn các bác. Thì không để mất thời gian của bác thì em vào cái chi tiết cho các bác. Rồi các bác thì nhân vật chính xuất hiện trên màn hình đó là một cái mẫu Kamado huyền thoại, cơm cực kỳ ngon luôn. Mẫu này mà lên video thì rất nhiều bác săn lùng tìm kiếm mua. Thì hôm trước nếu mà bác nào mình đã chốt trễ thì hãy chốt ngay cái nồi này cho em. Mẫu Kamado sản xuất 2017. Đó, một dòng ngoại thất các bác xem nha. Đi vào cái thông số thì 2017 thì như em nói đây. Đây là mã của nồi. Đây là nồi chấm không 1.0 là nồi 1 lít. Điện áp là 100. Công suất 1370W. 20A thì các bác đã xài đổi nguồn điện 20A cho em. Em đã bán với giá là 550.000 đồng cái đổi nguồn điện 20A nha. Đổi nguồn điện 30A là 3000W, em bán với giá là 700.000. Bác nào mình đang có nhu cầu sử dụng hàng Nhật, kênh bác qua liên hệ qua số điện thoại cho mình giúp em. Nồi rất là đẹp, ok. Ở ngoài này có hơi chạy chút các bác. Đây. Em bán có sao thì em nói vậy thôi, nếu mình thuận ý mình mua, chín người 10 ý mà, trăm người bán và người mua thì bác này không ưng bác kia, nhưng mà quan trọng là cái phần chất lượng thì nó phải là gọi là cái nội thất. Đi vô cho em thì cái nồi này nội thất rồi gọi là mới 95-98% các bác này. Thì em bán nồi này xuất hiện trên kênh em thì nó cũng vài lần rồi thì em cũng không có nói nhiều, thì em nói sẽ sơ ra qua lượt các bác. Thì dòng này là gọi là phân khúc cao cấp dành cho giới siêu giàu xài gì đó, ở bên Nhật người ta miêu tả như thế, là nó nấu ở công nghệ từ, mà từ là gọi của nó là từ sôi liên tục, cơm rất là ngon, gọi là đỉnh đó. Và cái son của nó gọi là son carbon, thì một tí son em nói nha, con lòng rất là đẹp, trong ngoài đều đẹp hết các bác. Này mình lấy cái sau đây, đây này, em lấy cái này ra cho các bác coi luôn nha. Này các bác, con rất là dày và nặng, mình để kéo này xuống lấy ra ha ta. Đúng rồi, kéo lên thấy ra, để em lấy ra mới được, một tay lấy không được rồi. Nè mới chát luôn nha các bác. Nè cho các bác coi cái gon thôi chứ còn cái lòng các bác còn mê nữa. Các bác thèm lấy ra nè các bác, một tay bợ một tay ấy. À, trong ngoài đều mới hết. Gon bên trong nè. Nếu mà mình nhìn, nếu cái nồi mà mình đã biết nó xài nhiều hay ít, mình nhìn cái vào bên trong đây chưa. Đây là phần những cái phần gon bên trong đây nè. Mới nè. Ngoại thất thì có thể chạy xước rồi thì do nó là vận chuyển. Nhưng mà mình xài thì quan trọng cái chất lượng này, đây là những cái phần tạo nên chất lượng nè các bác. Mới đẹp gì các bác còn tội gì nữa. Thì cái giá tiền mình bỏ ra thì nó rất là, cũng như là nó không có bằng cái giá trị mà nó mới. Thì mình mua hàng thì mình cũng chăm chế về cái phần ngoại thất, nhưng mà mình mua thì mình chọn đúng cái nội thất. Nó đẹp là nó tạo nên cái chất lượng các bác. Rồi thì lại lòng nồi. Lòng nồi đẹp keng nha các bác. Đây là bụi thôi nè, mới ghép bụi xuống nè. Trong những cái nồi em bán cái lòng này là đẹp nhất luôn á. Cái lòng nào nó là son carbon là sao, bên Nhật người ta mô tả là cái này làm bằng cái than than gì đó của Nhật và làm thủ công trong vòng là, em lấy cái miếng khăn giấy em lau cho nó sạch cây bụi bặm với nước vô thấy ghét này. Đây các bác, lòng đẹp nha các bác, có bấm sắc nét các bác coi giùm em. Thì nhận hàng các bác được kiểm tra có giống như cái đời em nói không, em bán hàng thì cho kiểm tra chứ mà bu cục nha các bác, cứ yên tâm về vấn đề này. Đó, thì không có bao giờ mà giấu giếm gì các bác đâu, có sao thì show gì ra gì thôi. À, thận mua vừa bán thì ví dụ người này mua không được người kia mua được, cái video đi lên là 5-700 người coi, đôi 300 người coi thì không đậu được người này cũng đậu người kia. Cái vấn đề này đó, có một số nồi mà 7-8 triệu, 5-7 triệu vẫn có người mua các bác, thì người ta cũng bỏ cái số tiền, người ta cũng biết cái chất lượng ta mới mua chứ đâu ai bỏ cho số tiền mà như vậy mà đã tới mua thí mua đại đâu các bác. Đây dòng Kamado gọi là son carbon, làm trong vòng là 100 ngày rồi người ta bắn từ vào, thì cái công nghệ mà sôi liên tục, thì nồi này không có áp suất các bác,
cái hãng mà Mitsubishi này á, người ta không có làm cái áp suất từ nồi thường tới nồi VIP luôn, không áp suất. Thì có một cái được nữa là một cái là rất là xịn mà nó không có áp suất, thì các bác xài các bác sợ đỡ nó hư hỏng gì cái phần gion đó. Thì mình xài nếu mình nẫn những cái nồi áp suất thì nó hay bị xì, mình xài đôi ba năm sẽ bị xì, thì mình sẽ thay cái gion khác. Như đối với những cái nồi này thì mình xài rất là ok, không có hao gì đâu. Thì cái chữ Kamado này mình hiểu ra bên người ta dịch ra cho mình, Kamado là nấu truyền thống. Thì người ta bảo là cái nồi này nấu có thể là 70 món các bác, mà em cũng cũng chưa có nấu đâu mà tới 70 món luôn. Thì cái hãng người ta cũng có hướng dẫn, thì mình về thì mình làm theo đi coi được bao nhiêu món. Thì thường mình cũng nấu cơm chín thôi các bác, nhưng mà đặc biệt nha, cái nồi này nấu cơm ngon là xuất sắc luôn, cơm mềm cơm dẻo thì cũng ngon hết các bác. Thì nói đến nồi này mà những cái nồi mà không áp suất thuộc phần gọi là cao cấp xịn sò thì cái nồi này là quá, nó xuất sắc luôn các bác, ngon hơn những cái nồi áp suất thông thường luôn nha. Đó, nấu cơm cháy thì đỉnh luôn. Những cái nồi khác nấu cơm cháy tào lao, nhiều cái hãng có cái chức năng nấu cơm cháy thì để cho vui thôi chứ không nấu được, nhưng mà cái nồi này các bác nấu đi, cơm cháy vàng ngon luôn cho các bác. Rồi thì bây giờ em cắm điện vào hướng dẫn các bác những chức năng nấu cơ bản, rồi em báo giá. Giá thì công khai, cái nồi này em bán cho các bác cái giá là bao tốt cho các bác luôn. Nếu mà không mua được thì không bao giờ các bác mua những cái mẫu nồi này này với cái giá bao nhiêu bên em chỗ nào đâu, em nói thiệt. Thì em đã cắm điện vào nha các bác. Thì vừa cắm điện vào thì nó sẽ nổi cái mã của nồi lên, là không có đánh cháo được cái gì trong đây hết trơn, nào giỏ mã sao lên đây là mã như thế. Vừa cắm điện lên nha, thì em cắm điện đang vừa nhảy nó chớp mắt rồi, các bác về các bác cứ thử cắm điện nó như em nói đó. Vừa cắm điện vào thì nó nổi cái mã của nồi lên là green 100%, không có thay đổi gì được hết. Lúc này nấu cơm cho em, như có giọng nói đèn led. Thì chế độ nấu thông thường gọi nè, 50 phút nấu gạo trắng, tắt cho em khi không sử dụng. Nút tắt cũng là nút hâm, tắt cho em chọn gạo rồi bấm vào đây. Cái bác đang xem trên màn hình đó là gạo trắng, gạo trắng không do, gạo trắng gạo lứt không do, gạo lứt nảy mầm, gạo lứt. Thì nếu mình ăn gạo lứt thì mình bấm gạo lứt rồi mình bấm nút nấu, thì nó sẽ hiển thị cái thời gian lên, thì nó hết thời gian nó sẽ có cơm ở gạo lứt cho mình ăn thôi. Nấu chế độ gạo lứt là 82 phút, tắt cho em khi không sử dụng. Mình bấm lên xuống đây là mình chỉnh chế độ nấu. Thì hiện tại nó là ăn đang ở chế độ nấu thông thường, nấu nhanh, nấu tiết kiệm, nấu sôi, nấu cháo đầy đủ cho các bác ha, nấu ngon. Thì thường người ta để nấu tiết kiệm thì các bác. Nó tiếng người Nhật nghe cũng rất là êm tai các bác. Nào mình chỉnh gạo trắng cho em, xong mình chỉnh chế độ nấu, để chế độ bình thường, chế độ nhanh, chế độ ngon. Đặc biệt chế độ cơm cháy này các bác, thì về em nấu ngay chế độ cơm cháy nên em đảm bảo cơm cháy vàng giòn và ngon. Và đặc biệt cái nồi son carbon thì nấu cơm giữ nóng rất là lâu, chế độ cơm cháy hình như là 80 phút gì đó, 68 hả ta, 68 phút thôi, nhưng mà có cơm cháy các bác ăn rất là ngon nha. Tắt cho em nè, hẹn giờ nè, khung sáng khung chiều, mình chỉnh đúng cái khung giờ gia đình mình ăn cơm. Mình buông ra mình bấm nút nấu thì sẽ đúng cái thời gian này có cơm gia đình mình ăn. Thì trước cái thời gian này tầm một tiếng là 80 60 tùy theo mình chỉnh. Khi hẹn giờ chuẩn bị đợi chờ nấu nó sáng đây, khi nấu giờ nó sáng ở đây, khi chín nó sẽ về đây. Tắt cho em, nút tắt cũng đồng thời nút hâm. Thì mẫu này hiện tại em đang bán cho các bác với giá là bao nhiêu, 2,9 triệu đó, cọc cho em 500, chuyển đủ thì em bao ship, cọc thì các bác trả tiền ship, bảo hành cho mình 6 tháng, nhận hàng được kiểm tra trước mặt bưu cục. Em bán như thế nào nhận hàng thế nấy, mỗi mẫu thì có một cái thôi các bác, yên tâm. Qua cái mẫu của Tiger VIP của hãng, nhất của hãng luôn các bác. Rồi các bác, thì tới một cái mẫu gọi là VIP nhất của hãng Tiger. Cái mẫu này thì nếu mà cái giá xuất xưởng vào năm 2020 thì nó rơi lên vào 25 27 triệu các bác. Nhưng mà hiện tại thì em vừa cập nhật thì cái mẫu này thì còn 22 triệu thôi, vì cái đồng yên nó sụt giá các bác. Thì một dòng ngoại thất các bác xem nha, thì hai nồi đều là 1 lít hết, nấu cho 5 người ăn. Mỗi lần nấu thì được 3 bát gạo. Một dòng các bác xem nha. Rất là ok. Mã cầu gơm còn đẹp nè các bác. Thì chạy xước thì phải có rồi các bác, do hàng bãi mà. Này dơ nè các bác. Kiểm chưa kịp vệ sinh kỹ,
vấn đề này sau này em cũng sẽ khắc phục lại về vệ sinh cho các bác là bóng mượt nha, các bác nhìn ghiền luôn. 2020 là năm sản xuất. Made in Japan là sản xuất tại Nhật. Điện thì 100, cho bác xài 110 vẫn được. Công suất của cái này là 1180W. Thì nồi này mô tả là nấu ở nhiệt độ 250 độ C các bác. Thì nó có không cháy. Rất đẹp, còn mướt lắm nha các bác. Mướt bóng đẹp lắm này. Cái này cũng vậy luôn. Cái này cứ hơi bị chạy một tí các bác. Thì vì sao khi cái mặt nó bóng quá luôn các bác. Cái này gọi là cảm ứng là toàn phần đó các bác. Là dạng như iPhone luôn á các bác. Này, rất là đẹp nha. Nó có con mắt thằng, quơ tay ngang thì nổi màn hình lên. Đó, đi vào bên trong cho em. Gòn đẹp các bác. Thì chiều em nấu thì nó còn dính cái bẩn này. Mồ hôi cơm đồ lên đó. Chung là hàng lên thì em được test hết các bác rồi. Một tay đẩy, một tay lấy. Áp suất thì 2 bi cho mình nè. Thì nói chung là đẹp lắm. Thì nếu mà mình đam mê về cái hàng Nhật mà mình xích một cái mẫu nồi xịn sò, cái thuộc phân khúc cao cấp, thì mình mua những cái nồi này thì nó xứng đáng. Nhiều khi mình bỏ cái tiền ra cho nó đáng các bác. Nhiều khi mua lắc dắt một số các bác nhà mua 4-5 cái nồi mà không có nào vip xịn chưa. Đó. Cho nên là nếu mà mình đã có đam mê về cái hàng Nhật thì mình mua ngay những cái mẫu nồi nằm trải nghiệm thuộc phân khúc cao cấp. Nói chung là nồi Nhật thì dạo gần đây là nó rất là hạ giá các bác. Đó, và nhất là cái nồi Tiger này nè, nó hạ giá liên tục luôn để nó cạnh tranh. Đó. Và cái kiểu cái tiền Nhật lại thấp nữa các bác, lại sụt giá nữa thì cái giá thành thì các bác cũng dễ dàng mua thôi. Đó. Chỗ những cái năm mà hai mười mấy gì đó các bác, 15 gì đó, yên nó cao dữ dằn lắm, mà bây giờ yên giờ nó còn đâu 17 hay 18 gì, hình như có thời điểm nào 15 gì luôn các bác. Đây lòng đẹp nha, trời ơi là hàng ta đẹp mà bụi bặm gì vô đây, trời ơi nấu cơm còn hạt cơm lau chưa sạch nữa. Thì những cái hàng mà nếu mà nó đẹp thì vậy là các bác lòng đẹp can là không có vấn đề gì hết nha, gọi là hàng đấu giá cái sâu nó mới đẹp như vậy. Còn nếu mà cái nồi này mà đem ra mà kiểu như là cái nồi mà hàng bãi thì nếu nói về hàng bãi nha thì cái lồng này nó cũng đẹp luôn các bác đó, nhưng mà nó sẽ là có bị hơi hơi mẻ hơi chấp ở ngoài, còn những cái nồi này là trong ngoài đều đẹp hết nha các bác thấy không đó, em bán cho các bác thì gây rất là cận cảnh, cái nồi này rất là dày và nặng. Thì cái người bán này người ta cũng mô tả cho em là cái nồi này người ta cũng dạng như là người ta ít sử dụng các bác, cho nên là nó còn đẹp như vậy nha. Thì em nhập thì giá nó cũng cao ngắt ngưỡng rồi đó các bác, thì phục vụ cho những các bác kiểu như đại gia mình chịu chơi thích hàng hệ rồi đó. Rất nhiều nhiều bác hỏi em về cái dòng son gốm cao cấp nhưng mà em ít lên lắm tại vì không mua được cái đẹp. Thì các bác cũng biết tính em, nếu mà theo dõi kênh của em mà từ đầu tới bây giờ đó, các bác biết rồi, em bán nồi thuộc phân khúc tầm trung từ 2 triệu mấy 3 triệu trở lại thôi, những phân khúc xịn sò thì em ít bán lắm, tại vì nếu mà đặt cái số tiền nhiều á thì cái kiểu như là những bác người ta biết mua hàng người ta mới mua, mà người ta biết mua hàng thì người ta nhìn hàng như thế nào người ta mới mua chứ không phải là khơi khơi mà người ta mua. Thì đây là những cái mặt hàng này là những bác biết nhìn hàng nhìn vô sẽ mua liền đó. Em nói bao nhiêu là những cái bác mà đã chơi hàng Nhật đã biết xài từ hàng Nhật thì người ta hiểu liền đó. Lọc đẹp nha các bác coi giùm em nha, không có vấn đề gì hết nha. Đó hàng thì đẹp, cái nồi này chắc ta cũng chưa nấu vài ba lần rồi đâu các bác. À, lý giải luôn cho một số bác bảo bây giờ yên Nhật sao mà hàng lại mắc. Dạ hàng mắc nó có nguyên do, đẹp tốt nó mắc, còn mà hàng rẻ thì nó xấu đó, chứ không có cái gì mà nó không có cái lý do của nó hết đó. Các bác coi giùm em nha, không có gì chơi chết hết các bác, mới gượt luôn, quay cho các bác coi nha, không có chấm chiết không có chày cái gì luôn các bác, nó đẹp vậy đó các bác coi giùm em đi. Rồi đi vào bên trong ông tự cho em cầm nồi nãy giờ nặng thấy bà nội luôn. Đó. Thì chị thôi đó, nó cũng không có gì đâu đẹp, xuất sắc. Thì cái nồi này rất là đẹp. Ngoại thất có thể cho chạy xuống chút đỉnh nha các bác. Còn nhưng mà trong lòng thì em bao 99,9 nha các bác. Còn muốn đẹp nữa thì không có đâu, đẹp nữa mua cái nồi mới các bác. Thì hiện tại thì cũng có một số người mua hộ của các bác. Thì nếu cái nồi này thì tầm 2 mấy triệu mà về Việt Nam thì tầm cái nồi này tầm 2 triệu, 2 triệu mấy tiền cước nữa. Không dám đâu ạ. À. Tính ra 7 ký đóng thùng 8 chứ là cũng thành ra là 2 triệu 6 tiền cước. Một ký 200 ngàn đó các bác.
triệu sáu, triệu mấy tiền cước. Rồi thì bây giờ đi vô cái phần cắm điện rồi hướng dẫn các bác gọi là cái chức năng mà cảm ứng full màn hình là như thế nào. Rồi đây các bác, thì hôm nay cắm điện vào rồi nha. Thì bây giờ là những cái chức năng hiển thị trên màn hình là thường là mình bấm cái menu này nó chỉ nhích đúng không? Riêng cái nồi này gọi là cảm ứng full luôn. Các bác bấm vào đây. Đó, đều được. Đều được. Nấu sinh thái, nấu nhanh, nấu ngon, nấu gạo trắng, nấu gạo lứt, nấu nhanh, nấu nhanh. Nấu nhanh đây chứ, nấu nhanh. Nấu sôi còn gọi là nấu mềm. Cứ đang cơm cháy 1, 2, 3. Thì thường cái hãng của người ta cũng khuyên các bác là dùng mức 1 và mức 2 thôi, chứ mức 3 thì nó sẽ hại cái son. Đó, này nấu cầu tổng hợp, này nấu sôi, chỉnh được bấm nấu cho em thôi. Thì nó hiển thị cái thời gian như thế này, hết thời gian thì nó sẽ có cơm cho các bác ăn. Thì nó chỉ đơn giản như thôi đó các bác. Tắt cho em khi không sử dụng. Hẹn giờ. Để chỉnh về cơm trắng rồi hẹn giờ. Nên là gì ta? Nó đang hầm đó các bác. Tắt cho em là sẽ có video hướng dẫn các bác chi tiết nha. Cái nồi này xịn sò quá, kiểu như em cũng chưa gành luôn các bác. Thì cũng kiểu cái nồi xịn này những bác mà xài thì em sẽ có cái video cho các bác chi tiết nha. Thì những cái nóc nút nấu cơ bản thì sẽ như sau là nút nấu nè. Nút tắt nè. Đó. Nút này là chỉnh nè, còn nút nút này chỉnh qua lại cái menu nè, nó qua lại vậy nè. Còn này nút này là chỉnh chế độ cơm cháy nè. Đó nó xịn sò vậy đó, nhiều cái nhiều khi em còn chưa biết nữa. Rồi qua thì cái video này có hơi dài nha. Thì bây giờ em hướng dẫn các bác là chỉnh giờ. Đó, hẹn giờ. Bây giờ tắt đi. Dài cho nó dài luôn quá, tắt đi giờ mình chỉnh như cái giờ. Nè, chạy đến đúng cái giờ Việt Nam mình, ví dụ giờ này là 4 giờ nha. 4 giờ rưỡi, 3 giờ rưỡi đi. Nhạy lắm các bác, nó nhạy lắm nha. Rồi bấm vô đồng hồ này là cài đặt. Phải không ta? Bấm vô đây chứ. Bấm vào cái nút nấu là nó mới cài đặt lại. Và nhiều khi bấm tào lao bởi vì không thấy chạy. Bây giờ là mình hẹn giờ không sáng, không chiều, 30 phút sau. Giờ mình hẹn đây, giờ bắt đầu mình nói để cho các bác mình coi. 8 giờ gửi đi, rồi cho 9 giờ đúng đi. Rồi bấm nút nấu. Thì sẽ 9 giờ này có cơm ăn nè. Thì trước 9 giờ này nó nấu tầm 1 tiếng theo chế độ là cơm gạo sinh thái. Đó. Thì ơi nó nói gì quá trời các bác. Thì tắt cho em nha. Rồi thì mẫu này mà test ok ngon lành thì như video cảm ứng full màn hình với giá là 5 triệu 3 nha. Mua thì các bác cọc cho em 500, còn chuyển đủ thì em bao ship, bảo hành cho các bác là 6 tháng. Nhà hàng là kiểm tra cắm điện chứ mà bô cục. Nhà hàng thì hình thức như hình như qua em quay gì đó các bác. Thì mình có thể là nhà hàng là kiểm tra trước mặt. Thì bác nào mình có xem video này thì đăng ký kênh nhấn like ủng hộ em. Thì em bảo hành cho các bác là 6 tháng. Đẹp hết nha các bác. Đây gọi là cảm ứng full màn hình là như thế này đây. Rồi thì kết thúc video, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Chúc các bác nhiều sức khỏe, xem video vui vẻ. Có hai cái nồi mà quay quá trời nhìn lâu rồi.